Mới đây tuần thi đấu cuối cùng của vòng bảng LCK mùa xuân đã khép lại. Giải đấu đã tìm ra những đội tuyển mạnh nhất để vào playoff trước khi tiến vào những trận đấu đầu tiên tại playoff. Ban tổ chức LCK cũng đưa ra những giải thưởng cho những tuyển thủ xuất sắc nhất trong giai đoạn vừa qua. Trong danh sách này, đội hình của Giang đã chiếm đến 4 trên 5 vị trí, bao gồm Keane, Kanyan, Joby và Pace. Tuyển thủ duy nhất không phải Giang ở đây là hỗ trợ của T1 Carrier. Ở đội hình tiêu biểu 2, đến lượt các tuyển thủ của T1 xuất hiện với 3 thành viên là Zeus, Honor và Faker. Hai tuyển thủ còn lại trong đội hình này là Howlite Viper và Jhen Legend. Sau đó là đội hình tiêu biểu 3 của LCK. Danh sách bao gồm 4 tuyển thủ Howlite là Doran, Peanut, ZK và D-Line. Cái tên cuối cùng trong danh sách này là Guma Yoshi ở vị trí xạ thủ. Có thể thấy bộ ba của Jhen, T1 và Howlite đã hoàn toàn thống trị những tuyển thủ tiêu biểu nhất của vòng bảng. Cuối cùng, tuyển thủ đã giành được cả hai danh hiệu MVP vòng bảng và tuyển thủ hay nhất vòng bảng chính là Jovi. Với những danh hiệu này, có thể thấy Jhen, T1 và Howlite đang là những ứng cử viên nặng ký nhất chiếc vô địch mùa xuân. Kết thúc mùa giải 2023, dù không giành được chiếc vô địch thế giới, nhưng dừng chân ở vị trí áo quân Worlds 2023 có thể coi là một thành công của Weibo. Tuy nhiên, ngay khi giải đấu vừa khép lại thì top guard của đội tuyển này The Shy bất ngờ thông báo chia tay. Vụ việc này khiến không ít các fan bất ngờ và bàn tán về những nguyên nhân khiến cho The Shy rời khỏi Weibo, thậm chí tạm nghỉ thi đấu tại LPL trong mùa giải hiện tại. Mà trong đó từng có tin đồn, quản lý của Weibo đã gây sức ép giảm mức lương của The Shy và gián tiếp khiến anh rời đội tuyển. Không những vậy, sau khi chia tay The Shy, quản lý Weibo tiếp tục gây tranh cãi về những phát ngôn xoay quanh đồng phục màu xanh của đội tuyển này. Điều này khiến cho các fan của The Shy bức xúc và tranh cãi kịch liệt hơn đối với quản lý Weibo. Kết quả là mới đây, đã có một fan hỏi vị quản lý này rằng, ông thực sự đã bị sa thải rồi à? Không hề che giấu vụ việc, cựu quản lý của Weibo cũng đáp lại, phải, hiện tại tôi đang thất nghiệp. Dù không chia sẻ nguyên nhân, nhưng một số fan Liên minh Trung Quốc đồn đoán vị quản lý này bị bay màu vì không thể xây dựng được hình ảnh đẹp cho đội tuyển, không giúp đội tuyển kinh doanh được mà còn thường xuyên nổ drama khiến đội tuyển bị ảnh hưởng. Theo tìm hiểu, cựu quản lý của Weibo cũng từng đấu khẩu với không ít các streamer hay các KOL nổi tiếng tại LPL. Vậy nên khi nghe tin vị này bị sa thải, thậm chí có một streamer từng va chạm với cựu quản lý Weibo còn treo hẳn một bức ảnh trên livestream với dòng chữ "Ngươi đã bị sa thải". Trong quá khứ, tân binh tài năng của FunPlus, Bo, đã khiến cộng đồng phải bất ngờ với lối chơi đầy tự tin cũng như táo bạo. Ngoài sự quyết đoán và kỹ năng ấn tượng, Bo còn có phong độ khá cao trong những ngày tháng còn thi đấu tại LPL. Thậm chí anh còn sở hữu tỷ lệ thắng 100% tại giải đấu hàng đầu Trung Quốc. Những drama liên quan đến dàn xếp tỷ số tại LDL trong quá khứ, Bo đã lệnh án phạt cấm thi đấu 4 tháng. Sau đó, anh gần như bị phong sát và không thể tìm được bất kỳ cơ hội nào để chơi tại LPL. Kết quả là anh đã gia nhập LEC trong mùa áo Covid. Do vậy, xuyên suốt những năm tháng vừa qua, thành tích cao nhất của Bo cũng đứng top 1 tại vòng loại LEC mùa đông 2023. Kể từ thời điểm đó, Bo chưa giành được bất kỳ thành tích nào. Thậm chí trong thời gian gần đây, Bo đã liên tiếp dừng chân 3 lần ở vị trí top 10 tại LEC mùa hè 2023, LEC đông và LEC xuân 2024. Có thể coi là thành tích rất đáng thất vọng với một tuyển thủ từng được kỳ vọng là siêu bom tấn của khu vực. Nhìn lại quá khứ, Bo đã từng leo lên top 3 thách đấu hàng trong thời điểm anh bị cấm tại LPL. Ngay cả khi vừa đặt chân sang LEC, anh cũng đã leo lên top 1 thách đấu trong vòng 32 ngày ở mấy chủ này. Dẫu vậy, đến nay Bo vẫn chưa thể đem đến những màn trình diễn đáp ứng kỳ vọng. Rao được coi là một trong những vị tướng đi rừng phổ biến hàng đầu meta. Ngay cả khi nữ kỵ sĩ thép này thiếu đi một kỹ năng hoa mỹ như nhiều tướng rừng khác, Rao vẫn nhận được sự tin tưởng của đông đảo đội tuyển chuyên nghiệp tại các giải đấu lớn. Về phần sức mạnh, ngoài những hiệu ứng khống chế cứng và khả năng mở giao tranh mạnh, Rao còn sở hữu khả năng dồn sát thương và tranh chấp mục tiêu lớn cực mạnh. Như pha highlight cướp rồng cướp Baron của con bài này cũng có không ít từ LCK, LPL cho đến VCS, LCS. Có lẽ nhận ra vị tướng này đang có phần nổi trội trong vị trí đi rừng. Mới đây Riot bất ngờ đưa ra những thay đổi cực lớn để gạch tên Rao khỏi vị trí đi rừng. Kháng phép cơ bản tăng từ 30 lên 32. Kháng phép tăng theo cấp tăng từ 1.85 lên 2.05. Q không còn gây thêm 170, 470 sát thương vào quái. W không còn gây thêm sát thương vào quái. E không còn gây thêm 120 đến 300 sát thương vào quái. Có thể thấy ngoài việc tăng một chút kháng phép, bản cập nhật tới Riot sẽ xóa toàn bộ lượng sát thương gây thêm lên quái của Rao. Vậy nên trong bản cập nhật sắp tới, Rao sẽ hoàn toàn biến mất khỏi vị trí đi rừng và chỉ còn xuất hiện trong vai trò hỗ trợ. Tuy nhiên đây chỉ là những thay đổi tạm thời trên máy chủ BB. Riot có thể sẽ đưa ra những chỉnh sửa khác trước khi ra mắt trên các máy chủ chính thức ở các bản cập nhật tiếp theo. Phiên bản 14.7 đang sắp sửa cập bến trong một tuần tới với nhiều thay đổi về meta.
Gần đây Rod đã hé lộ một số điều chỉnh bao gồm việc mang Cain và Smolder, hai bi tướng từ làm mưa làm gió trước đây quay trở lại sau một phiên bản chạm đáy của cả hai. Mới đây Frozone đã cập nhật danh sách 16 vị tướng sẽ được điều chỉnh trong bản 14.7 trên X. Trong đó, Cain Sun cùng tướng mới Smolder sẽ là tiêu điểm của bản cập nhật khi họ sẽ được tăng sức mạnh trở lại. Theo vị này, anh cho rằng nhóm phát triển hài lòng với các thay đổi trước đó nhưng họ cảm thấy đã quá nặng tay với hai vị tướng trên. Chúng tôi đang nhắm đưa họ quay về trong khoảng một nửa so với họ trước đây. Frozone nói về Cain và Smolder, cả hai đều phải bị giảm sức mạnh nặng nề ở tuần trước sau khi thống trị ở đấu trường chuyên nghiệp và xếp hạng. Tứ thần bóng tối sẽ được tăng thêm một chút sức mạnh cho kỹ năng trảm của mình, nhưng sát thương chiêu cuối bị giảm đi với tiểu hỏa long. Rod đang vạch ra những tiêu chuẩn để giúp chú rồng này quay trở lại. Cain luôn là một trong những nhân vật mà nhiều game thủ luôn ngại đối đầu, nhưng hiện anh lại có tỷ lệ thắng đáng thất vọng là 47,92% sau khi bị điều chỉnh sức mạnh. Tuy nhiên không phải ai cũng hài lòng với những thay đổi dự kiến ở bản 14.7, khi một số người hâm mộ đã lập tức phản bác. Cần buff cho Blue Cain không phải điều tôi muốn thấy trong mức elo của tôi. Smolder cũng không ở trạng thái tốt hơn khi rớt xuống vị trí xạ thủ tệ nhất phiên bản hiện tại, với tỷ lệ thắng thấp hơn 48%. Dù chưa rõ về các điều chỉnh chi tiết, chúng ta vẫn có thể mong chờ vào sự xuất hiện trở lại của cả hai vị tướng này trong bản cập nhật tiếp theo vào tuần tới. Những thiết kế của Riot Games thường là chủ đề nhạy cảm và thu hút tranh luận của người chơi. Mới đây, khi giới thiệu đến các biểu cảm thông thạo mới sau khi nhận nhiều phản hồi về sự nhàm chán của thiết kế hiện tại, cộng đồng đã lập tức chê bai với ý tưởng này của nhà phát hành. Mới đây, những biểu cảm thông thạo mới đã được Riot thêm vào máy chủ BB để thay thế cho thiết kế cũ đã tồn tại nhiều năm. Tuy nhiên, cộng đồng tỏ ra không hài lòng với thiết kế này, thậm chí họ còn bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Một người chơi thậm chí đã phản ứng tiêu cực, chê bai thậm tệ biểu cảm mới, đồng thời khẳng định nó trông như lấy từ một trò chơi di động rẻ tiền trên thị trường. Trong quá khứ, thiết kế biểu cảm thông thạo cũ không gặp quá nhiều vấn đề và được cộng đồng đón nhận. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất nằm ở việc nó chỉ giới hạn ở cấp độ 7 mà không thể tăng thêm. Dù đã ra mắt thêm cơ chế thần hỏa, nhưng nó không thể có quá nhiều ý nghĩa trong việc thể hiện sự thông thạo của người chơi đối với một nhân vật nào đó. Vì vậy, Riot mới đi đến quyết định ra mắt một hệ thống biểu cảm thông thạo hoàn toàn mới. Cộng đồng gần như đều đồng lòng chỉ trích thiết kế mới, cho rằng chúng thật sự xấu. Một số khác còn bổ sung thêm, chúng giống như được lấy ý tưởng từ những trò chơi năm 2010. Ý kiến này có vẻ không sai khi nhìn vào thiết kế biểu cảm mới. Chúng trông thật sự lỗi thời so với thời điểm hiện tại, khi mà Liên Minh đã có nhiều lần tham gia đổi thịt. Chúng có thể phù hợp hơn với các trò chơi như đấu trường chân lý hay tốc chiến, nhưng tuyệt đối không phù hợp với Liên Minh. Sự phản ứng mạnh mẽ này của cộng đồng có thể sẽ khiến Riot suy nghĩ lại. Họ có thể chọn việc giữ nguyên thiết kế cũ và mở rộng chúng, tuy nhiên điều này là khó khăn hơn so với quyết định nâng cấp chúng. Nhưng nhìn chung, nhà phát hành có thể sẽ sớm đưa ra những động thái điều chỉnh nhằm xoa dịu những người chơi.